Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của HT Radio. Thì hôm nay mình sẽ review về chiếc máy chiếu mini của Samsung. Và chiếc máy chiếu mini Samsung này khi mà bên hãng Samsung họ tung ra bản demo thì rất là nhiều khách hàng họ săn đón chờ video clip về chiếc máy chiếu mini này. Thì hôm nay chiếc máy chiếu mini Samsung FreeTile này đã có mặt tại HT Radio. Và mình rất là nôn chờ khi mà ngày mà nó về. Hôm nay đã cập bến tại HT Radio thì mình mở ra mình review cho các bạn sau qua để cho các bạn xem trải nghiệm tính năng nó của mình luôn. HT Radio tự hào là đơn vị đầu tiên sản xuất chiếc máy chiếu mini FreeTile này tại Việt Nam. Còn bây giờ mình sẽ đến thời gian của các bạn ở ngay bây giờ đây. Mình sẽ tiến tới quay được hơn để quay chi tiết hơn về tính năng cho các bạn thấy nhé. Đây là sản phẩm chính mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì với hình dáng bên ngoài các bạn nhìn, các bạn cũng có thể liên tưởng đến là chiếc máy chiếu mini này khá là giống so với hình dáng kích thước của chiếc đèn LED Array. Thì hãng khi mà thiết kế như vậy giúp cho việc mà di chuyển của máy ở khoảng 180 độ, giúp cho việc trình chiếu hình ảnh một cách thuận tiện hơn khi mà các bạn đặt ở mọi không gian. Nó có thể treo trên tường xuống như thế này, treo ngang như thế này, và mình để đứng như thế này, mình treo trên tường khi mà mình nằm xuống cũng được các bạn. Ở phần mặt trước của chiếc máy chiếu thì nó sẽ gồm những phím cảm ứng như là tăng giảm âm lượng, nút nguồn, và nút ở đây là giúp cho các bạn điều khiển không dây bằng điện thoại. Mặt sau của chiếc máy chiếu sẽ là một chiếc loa với công suất là 5W và loa phát ở hướng 360 độ, giúp cho việc các bạn có ngồi đâu đi chăng nữa cũng sẽ nghe được. Và phía bên hông đây sẽ là gồm cổng Type-C dùng để cung cấp nguồn cho máy chiếu, cổng HDMI mini giúp cho việc kết nối thiết bị ngoại vi bên ngoài vào giúp các bạn trình chiếu hình ảnh một cách dễ dàng nhất. Và đây là cổng mic. Cổng mic này khi mà dùng để điều khiển trình giọng nói giúp cho chiếc máy chiếu FreeTile này nó nghe lệnh bằng giọng nói và có thể dễ dàng thực hiện những thao tác khi mà các bạn nói trên chiếc máy chiếu này. Và đi kèm với chiếc máy là những phụ kiện gồm một dây cáp hai đầu Type-C như thế này nữa các bạn. Đây là một đầu cáp sạc dùng để cắp nguồn cho thiết bị. Và đây, phần đầu tiên đó chính là chiếc remote dùng để điều khiển khi mà các bạn sử dụng trên chiếc máy chiếu này. Nắp này rất là quan trọng khi mà việc các bạn sử dụng, không sử dụng nữa, các bạn có thể đậy lại như thế này giúp bảo vệ ống kính khỏi những cái chày xước và những cái va quẹt không mong muốn. Và như vừa rồi mình cũng đã nói về sơ lược qua về chiếc máy chiếu mini Samsung FreeTile này. Và nếu các bạn yêu thích sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ đến số 1800042 để được các nhân viên bán hàng tư vấn. Về những video clip lần sau mình sẽ làm chi tiết hơn, cũng như là kết nối không dây cho thiết bị máy chiếu mini này hay như thế nào thì các bạn chờ những video clip sau mình sẽ làm cho các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip lần sau. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.